Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Vào Bếp cùng Miko Hương Xưa. Thế hôm nay Út muốn giới thiệu một món ăn và món này Út nghĩ là tất tần tật mọi người đều thích. Đó là món đùi gà Út chiên với lại chua cay. Gia vị chứa vào thì cũng nên là chúng ta không nhiều đó mà khó nhất để làm được từ cái lớp bột của cái bệnh phẩm giống như mình ăn phát phúc ở ngoài á, thì phải nhờ đến cái sản phẩm bột chiên gà của Miko. Và khi mình làm á thì các bạn thấy là trên bao bì những cái miếng gà này nó có những cái gợn sóng của cái bột, mà cái bột này rất là giòn, rất là ngon. Và với cái món này thì nó lại có thêm một cái nữa, mà đó là cái kinh nghiệm của Quốc có một cái loại bột trộn sẵn và để dùng tẩm ướp những cái loại thịt. Và chúng ta và khi mà tẩm ướp rồi thì không nhất thiết là mình phải chiên giòn lên, mình đem kho đem nấu đều được luôn. Thì cái loại bột này thì nó đã có đầy đủ hết tất cả các thành phần trong đó rồi, và cái thành phần đó nó cũng thể hiện hết ở trên bao bì. Và khi mà làm á thì Quốc đã sử dụng, và Quốc làm thì cứ 1 ký thịt thì mình sẽ cho vào là một thìa ăn cơm cái phần bột trộn sẵn của Hương Xưa. Và bây giờ Quốc đang có đây là 3 cái đùi gà là tương đương với lại khoảng là 600 gram. Thì Quốc sẽ cho hết vào đây. Quốc sẽ cho vào đây là cỡ khoảng 2/3 thì bột trộn sẵn. Thì trong này là nó có gia vị là mặn có nè, ngọt có nè. Và thậm chí là nó có luôn cái phần mà bột tỏi, bột hành, nên khi mình áo bột á, mình chiên lên á thì ăn rất là ngon. Rồi mình sẽ cho ở đây. Và mình cho thêm vào đây cỡ 100ml nước để cho nó hòa, nó loãng này ra. Rồi sau đó mình sẽ mang bao tay vào, mình massage nó thật là kỹ để cho cái gia vị á, nó thấm vào. Và mình để ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà chúng ta làm mà chúng ta có thời gian á thì mình sẽ trộn xong mình cho vào trong ngăn đông tủ lạnh 1 ngày thì cái gia vị nó càng thấm vào trong hơn nữa, khi mình chiên lên nó sẽ ngon hơn. Mình cho cái phần nước vào thì mình sẽ dùng tay, mang bao tay vào, mình massage cho cái phần đùi gà này á nó đều gia vị, sau đó mình sẽ để trong ngăn mát tủ lạnh. Và đặc biệt thì cũng đang sử dụng đây là phần đùi gà của công ty Ba Huân. Phần đùi gà của công ty Ba Huân thì mọi người nhìn thấy kiểu là có nghĩa là cái phần thịt đó nó sáng hơn, và cái phần da này á thì nó cũng mướt hơn. Tức là khi là phần thịt phần da mình, cái cảm quan của mình á, mình cảm thấy thế nào thì thực ra cái chất lượng của nó y chang như vậy. Và chúng ta chế biến thứ nhất tiết kiệm thời gian, cái thứ hai á thì nó đảm bảo cho sức khỏe chúng ta hơn. Và cái phần đùi gà này coi như là mình đã tẩm ướp được 2 tiếng đồng hồ rồi, thì giờ Quốc sẽ sử dụng cái bột chiên gà của Miko đó để Quốc tẩm ướp vào. Thì như Quốc đã nói lúc đầu chương trình á thì cái bột này nó rất là hay, và những cái này là không phải riêng những bà nội trợ mà riêng những người đầu bếp chuyên nghiệp như Quốc thì cũng đều thích cái này. Thì cái này là họ đã phát triển rất là lâu rồi, nghĩa là mình cần có được những cái kỹ thuật như thế này để mình làm cho các bạn ngon hơn, giòn hơn, hấp dẫn hơn. Rồi trong cái phần bột chiên gà của Miko á thì đã đầy đủ hết rồi. Tuy nhiên Quốc muốn cho cái món ăn của mình nó thêm ngon hơn, hấp dẫn hơn, thì mình sẽ cho thêm vào đây là cái phần lá chanh băm nhuyễn. Sẽ cho hết vào trong bột. Và cái đấy là phần lớp bột sẽ cho tiếp vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ mang bao tay mình trộn phần bột lên, trộn cái phần bột này với sả này, với ớt bột này, với lại các loại chanh đều với nhau. Rồi tiếp theo tôi sẽ dùng một miếng chanh để tạo cái vị chua. Và mình sẽ nặn trực tiếp vào trong đây. Rồi, sau đó mình sẽ chọn đều vào cuối.
mà để cho đường gà này nó thấm cái vị chua hơn. Đó. Thì mình sẽ lấy ra, mình sẽ khứa lên, cứ mỗi bên như vậy á là hai đường. Rồi xong mình cho vô, mình massage tiếp tục. Rồi bây giờ quý vị việc là mình sẽ cho phần đùi gà này mình nhúng trong cái bột mình đã trộn rồi. Rồi chúng ta đã áo đều bột rồi. Thì cái lớp lợn sống này nó giúp chúng ta nó không bị ngán và nó làm ta ăn nó cảm thấy nó giòn rụm ở trong miệng và mình ăn nó mình cảm thấy là muốn ăn tiếp tục. Bởi tại sao á là con nít nhà mình là những trẻ nhỏ như mình á lại ăn đồ phát phút ở bên ngoài cho mình ăn. Và nếu ở nhà chúng ta có trẻ nhỏ thì chúng ta chỉ việc dùng đúng y chang cái bột này mình đổ ra thì mình tẩm ướp cái phần đùi gà này vào và mình chiên lên là được rồi. Chúng ta không cần phải cho thêm gia vị gì vào trong này hết. Và những cái mà muốn cho thêm vào trong này là để nó tạo thêm được cái hương vị mới lạ thêm nữa thôi, là để cho dành những cái đống mày rau này, hoặc là những dịp cuối tuần chúng ta có bạn bè tới nhà thì mình làm cái món này xong mình cắt ra từ phần nhỏ mình là vừa nhâm nhi với bạn bè và thậm chí là con cái chúng ta cũng có thể thực hiện được món này. Với món ăn này thì quốc nghĩ là cách làm cũng đơn giản hơn, tuy nhiên chúng ta phải sử dụng cái phần bột chiên gà của năm xưa thì mới ra được một cái món ăn như thế này. Và món ăn của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi. Chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình lần sau với những món ăn được chế biến từ sản phẩm của Nico Food.